Thầy Bảnh à, có phải lần trước thầy đã hứa với tôi là dẫn tôi lên trấn Nam Môn để làm công, có phải vậy không? À, vậy sao? Vậy cậu còn nhớ gì nữa không? Tôi chỉ nhớ vậy thôi à. Tôi hứa cho có vậy thôi. Mà cậu á, cậu có qua đâu? Sao tôi nhớ là thầy có đưa bạc cho tôi mà. Làm gì có, tôi làm gì có bạc mà đưa cho cậu chứ. Chắc là tôi nhớ lăn lộn chuyện này sọ chuyện kia quá. Thầy 12 có dặn trí nhớ của cậu mới hồi phục, đừng có cố ép nó quá. Thôi, cậu uống miếng thuốc này rồi đi ngủ đi. Dạ. Thầy Bảnh. Chuyện gì cậu? Không có gì. Thôi, tôi ngủ đây.